Và đang đường lên dần dần, bây giờ các bạn đi rất là nhiều khu vực, các bạn thấy là cái đường, ví dụ đường Hậu Giang ở quận 6 chẳng hạn, thì bây giờ nhiều khi mặt đường nó còn cao hơn cái cửa sổ nhà của người ta. À, trước đây cái đường này này thì nó thấp hơn cái công trình này khoảng 5-7 cm. Nhưng qua quá trình nhà nước nâng đường lên thì sau đó cái công trình này nó thấp hơn hiện hữu của cái đường này là 30 cm. Thì hiện nay mình nâng cao như vậy là đủ 2,15 m. The problem is that dikes, they stop the water from going to the floodplain. And the water going to the floodplain brings the sediment and deposits. So basically, you address the symptom and you stop the solution. You create barriers for species to move from different places. So the place where they feed or the place where they're going to spawn. Then you affect their life cycle and they will disappear in the end.